Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý vị thể loại đam mỹ cùng truyện đọc Chiếc Nhẫn Đi Lạc từ tác giả Sarasa. Nguồn truyện sschuyen.com xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn một lần nữa. Với chương 11 sẽ được giới thiệu trong lần đọc này. Cậu cứ uống nước với ông chủ đi, ông sai rồi thì chẳng cản được đâu, mà ngày mai cũng không phải đi làm sớm nữa. Tôi đi ngủ trước đây, mà cậu cứ lai ra chút thôi, ông chủ sai rồi ngày mai tỉnh dậy chẳng nhớ gì đâu. Giống lần cậu cho cái nhẫn đó, ông chẳng nhớ tối nay cậu có uống với ông hay không đâu. Nói rồi anh đi thẳng ra sau nhà, nơi có khu nhà nằm tách biệt với nhà chính dành cho người ở giúp việc. Cậu nhìn anh khui chai rượu rót vào hai cái ly thủy tinh ngầm nghĩ, không biết hôm nay say như vậy có giống hôm bữa không nhỉ? Nếu mình hôn anh ta một cái sáng mai anh ta có nhớ không? Chắc say như vậy không nhớ đâu. Nhưng để chắc ăn say kỹ thêm một chút nữa càng tốt. Cậu cười một nụ cười ma mảnh. Để em rót cho, em đã mua rồi, để em phục vụ. Nói rồi cậu giành chai rượu khỏi tay anh, lấy một ly nâng cao lên. Ly đầu tiên này anh em mình cạn, để em cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Trong khi nói, tay kia cậu rót rượu cho anh một ly thật đầy. Cạn! Anh cầm ly của mình nốc cạn trước ánh mắt hài lòng của cậu. Vừa đặt ly xuống, cậu lại rót thêm cho anh một ly thật đầy nữa. Ly này là chúc mừng em có thành tích trong thời gian qua. Là sao? Nghe không rõ ràng lắm. Rõ lắm mà, ý là chúc mừng em có nhiều tiến bộ đó mà. Đúng, đúng, em tiến bộ rất nhanh, đáng chúc mừng. Cạn! Còn ly này chúc mừng anh đã không tuyển làm nhân viên, tuyển trúng em người có nhiều tiềm năng. Cái này là chúc mừng anh nè, lạ nhỉ, ok, chúc mừng luôn, cạn. Cái ly cậu cầm nãy giờ cậu vẫn chưa uống cạn, chỉ nhấp một chút lấy lệ. Và rồi với không biết bao nhiêu lý do đáng chúc mừng, giờ đây anh lăn ra ghế salon thẳng cẳng. Mang anh vào phòng, anh cậu ngồi nhìn anh thật say mê. Nhìn anh ngủ thật đẹp, khuôn mặt như được tạc theo kiểu tiêu chuẩn với những đường nét thanh tú đầy quyến rũ. Anh nằm đó trước mặt cậu không hề phòng bị gì, cậu thấy toàn thân nóng lên. Trong lúc anh tỉnh táo, cậu cứ tưởng khi chạm vào anh sẽ như thế nào, vậy mà bây giờ khi cậu có thể tự do chạm vào anh thì cậu lại run rẩy. Từ từ, cậu tự nhủ, mình chỉ muốn ôm hôn anh ấy một cái thôi, không có gì hơn nữa. Bình tĩnh, không cần phải xúc động quá như vậy. Cậu hít một hơi thật mạnh, thật sâu, rồi thở ra từ từ. Ok rồi, cậu nhẹ nhàng cúi xuống khuôn mặt anh. Càng tiến đến gần cậu, càng không dám thở mạnh. Rồi khi hôn môi cậu chạm môi anh, cậu vội vã rút lại. Hôn rồi, mình đã hôn anh ấy rồi. Nhìn anh vẫn im lìm không phản ứng gì, cậu lại một lần nữa. Một lần nữa thôi, lúc nãy vội quá cậu chưa cảm nhận được môi anh ấy. À, một lần nữa thôi. Một nụ hôn thứ hai nó kéo dài hơn nụ hôn đầu, rồi nó đắm đuối hơn, rồi nó tham lam hơn, ngấu nghiến hơn. Một nụ hôn dài tưởng như vô tận rồi cũng kết thúc đầy mãn nguyện. Môi anh ấy thật ngọt ngào, vẫn nằm yên như vậy không có phản ứng gì sao? Vậy em sẽ hôn anh thêm lần nữa nhé. Không trả lời là anh đồng ý rồi đó. Nụ hôn thứ ba nhanh chóng được thực hiện, cậu muốn nuốt mất đôi môi của anh vậy. Bàn tay cậu lồng vào bàn tay anh, cậu hôn lên đôi môi hé mở như đang mời gọi. Rồi không thể dừng lại nữa, làn da anh cuốn hút cậu mãnh liệt. Cậu hôn lên cái mũi cao cao của anh, lên mắt, lên má anh thơm ngát. Đôi khóe môi anh cũng đầy ma lực và như có nam châm hút đôi môi cậu tiếp tục mơn man trên làn da anh mịn màng. Môi cậu lần xuống thấp hơn nữa, cái áo anh đang mặc trở nên vướng víu. Một tay cậu lần mở những cái nút áo một cách vội vã, dưới lớp áo bộ ngực trần dần dần lộ ra, rắn chắc khỏe khoắn. Cậu đưa tay mở rộng áo hơn nữa rồi vuốt ve làn da anh, nhẹ nhàng cảm nhận anh qua bàn tay mình. Anh thật ấm áp, nếu một ngày được ôm anh thế này thì bảo gì em cũng chịu. Anh thật không phản ứng gì sao? Vậy cho em thêm một chút nữa nhé, cho em cảm nhận anh nhiều hơn nữa nhé. Rồi cậu áp má mình xuống, nhẹ nhàng mơn mơn da thịt anh, nó làm cậu nóng ran cả người. Cậu thấy đầu óc mình như mụ mị đi, không còn suy nghĩ được gì nữa. Cậu bắt đầu hành động theo dục vọng, trong lòng cậu réo gọi. Lần xuống thấp hơn, cậu tháo dây thắt lưng của anh ra, kéo chiếc quần tay anh đang mặc quăng ra một bên, lột cả chéo sơ mi chỉ còn hai ống tay, vất đi nốt. Cậu mơn trớn cả thân hình anh đang lộ ra trước mặt cậu. Cậu thỏa sức đặt đôi môi cậu lên khắp nơi trên người anh, đôi tay cậu thỏa sức cảm nhận cơ thể anh mọi cách. Tay cậu chạm lưng chiếc quần xịp còn lại trên người anh làm trái tim cậu đập mãnh liệt. Giờ đây trên người anh chỉ còn mỗi chiếc quần xịp nhỏ nhắn màu đen với chiếc lưng quần mảnh dẻ tôn cả thân hình trắng trẻo đẹp đẽ đến điên đảo. Và cậu làm sao tránh được, cả người cậu cứ run rẩy khi đặt tay lên vùng cắm đó. Cậu còn chưa biết nên khám phá nốt phần còn lại của đêm hay không thì bàn tay cậu đã mơn trớn lên khối u giữa hai chân anh. Dù qua lớp vải quần, nó vẫn kích thích phần dưới thân cậu dữ dội.
Bất chợt anh chở mình làm cậu giật bắn cả người. Ôi trời, mình đi quá xa rồi. Cậu vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi phòng, mở tủ lạnh lấy chai nước, tu một hơi cho tỉnh táo, cho cái đầu đang nóng rang lên dịu xuống. Mình điên rồi, nếu anh biết được hậu quả không biết thế nào. Đi ngủ, không nên đến gần anh lúc này, ma quỷ sẽ xúi giục mình mất. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng cậu vẫn hiện lên cái thân thể gợi cảm không che chắn gì kia đang bày ra mời gọi. Ôi trời, cậu lắc lắc đầu cho hình ảnh đó văng ra khỏi trí óc và thôi chết để anh ấy ngủ với bộ dạng đó. Ngày mai cảm lạnh là cái chắc, và cậu đành trở vào cái nơi gọi cậu là đầy ma quỷ xui khiến. Cậu đi tìm được bộ pyjama của anh mặc vào cho anh thật tử tế. Đắp cho anh tấm chăn thật kỹ càng, cậu quay chạy về phòng chui vào chăn. Cậu có một đêm không thể ngủ. Hôm nay cậu nhận giấy đi khám sức khỏe định kỳ, ngồi chờ khá lâu do quá nhiều bệnh nhân. Cậu ngáp ngắn rồi ngáp dài. Nguyễn Hoàng Tùng. Có. Đang sắp ngủ gục tới nơi nghe gọi tên, cậu lật đật đứng theo cô y tá vào trong. Cậu thấy đau nhiều không? Cũng không nhiều lắm. Kết quả cho thấy gan cậu có vấn đề. Vấn đề như thế nào ạ? Cậu có người nhà đi cùng không? Không, em có một mình thôi. Cậu nghe thấy có không khí nghiêm trọng nên hỏi lại lần nữa. Có gì không bác sĩ, em có một mình thôi, không có người nhà đâu ạ. Cậu đi kiểm tra lại lần nữa cho tôi để biết chính xác. Bác sĩ nghi bệnh gì nghiêm trọng thì cứ nói, em không có người thân ạ. Cậu không có người thân nào à? Vâng, dù gì thì người nhà cũng ở xa không thể tới, nên cậu nghĩ tốt nhất nói xạo cho tiện. Xét nghiệm thấy cậu bị ung thư gan rồi, giai đoạn 2, nhưng nên kiểm tra lại cho chắc rồi hãy kết luận. Kết quả xét nghiệm này sơ sài quá. Cậu cầm giấy yêu cầu này qua làm xét nghiệm lại cho tôi. Này, cậu nghe không đó? Vâng. Cậu cầm theo toàn bộ hồ sơ của bác sĩ đưa rồi đi thẳng ra cửa về nhà. Cậu thật không nghe bác sĩ nói gì nữa từ lúc những từ như ung thư giai đoạn 2 được thốt ra. Ung thư giai đoạn 2, mình biết loại bệnh này không ai thoát khỏi cái chết trừ khi có phép màu. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, cậu đi qua khỏi bãi gửi xe lúc nào không biết. Vậy là mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Ôi trời, trong khi mọi việc mới bắt đầu, chết không sao, nhưng còn nhiều thứ chờ mình lo lắng. Chuông điện thoại ra làm cậu giật mình. Xuân gọi, giọng nói lanh lảnh bên kia. Khám xong chưa, ra chỗ cũ đi, tôi đang ở đây nè. Bữa nay được nghỉ đi khám sức khỏe phải không? Hôm trước cậu có bảo nó hôm nay cậu được nghỉ một ngày đi khám sức khỏe, nhờ nó gọi cậu phát hiện ra mình đi qua bãi gửi xe. Chưa gì mà lú rồi à? Cậu lại phải quay lại bãi gửi xe để lấy xe. Nửa tiếng sau cậu ngồi với thằng Xuân trong quán cà phê quen thuộc. Sao mà mặt mày mày quảo đeo vậy, phát hiện bị chỉ hay bất lực hả? Xuân vừa hỏi vừa cười hô hố. Cái thằng này chỉ quan tâm như đó thôi hả? Lần này chia buồn với tao đi, án tử treo rồi kìa. Nhờ gặp thằng Xuân cậu thấy tâm trạng khá hơn với cái tin dữ cậu mới nhận được. Cậu trả lời nó như là chuyện của ai đó không phải của cậu. Nè, xem đi, tôi thần gửi giấy báo trước rồi nè. Thằng Xuân nửa tin nửa giật lấy hồ sơ bệnh của cậu ra, nhưng gặp nó cũng có biết ớt giáp gì về chuyên môn y khoa đâu. Nó ngó qua ngó lại một hồi rồi nó hỏi, cậu nói thiệt hả? Không đùa chứ, cậu khỏe phải phay mà. Không biết, tôi có khai là đau vùng bụng, bác sĩ cho đi khám kết quả như vậy đó. Mà bệnh gì? Ung thư giai đoạn 2. Thằng Xuân nghe xong mặt đực ra không biết phải dùng lời gì để nói với thằng bạn thân. Thấy vậy cậu cũng buồn cười. Cậu làm gì mà khó coi quá vậy? Cái thằng này, cậu bệnh chứ không phải tôi đâu mà cậu cứ cười hoài à, cười ra nước mắt à? Thì chứ biết làm gì bây giờ? Bạn sớm kế bên tôi ung thư giai đoạn 1 nhưng đâu được 2 năm là theo ông bà rồi, còn cậu giai đoạn 2 thì ít hơn à? Còn tùy, nếu người ta có tiền thì sẽ kéo dài hơn, tôi nghe nói vậy á, tốn nhiều tiền lắm, thậm chí ra tới nước ngoài nữa. Nhưng chung quy cũng chết, chữa cũng chết mà không cũng chết. Nhưng quan trọng là kéo dài được lúc nào thì lúc đấy, không lẽ chỉ ngồi chờ chết. Tôi không có điều kiện chữa căn bệnh quý tộc này đâu, ăn còn không đủ nữa là. Giờ này còn đùa được á, tôi thì nóng ruột rồi đây, hay là về bàn lại với gia đình cậu đi. Thôi, không cần đâu, có cậu bàn là được rồi. Đùa à, bàn với tôi được cái gì đâu, bất quá thì chỉ bao cuộn cà phê tới lúc. Biết mình nói hớ, Xuân im re. Đó, nãy giờ chờ có câu nói này của cậu thôi, vậy là từ giờ cậu bao nha. Ừ, mà cậu nói thiệt hả? Thiệt, giỡn hay nào? Vậy bây giờ cậu tính tiếp làm gì? Xuân nói với giọng buồn rười rượi. Tôi tính thu xếp về nhà, cứ có gì làm được thì làm. Nhà cửa với tôi cũng dột nhiều chỗ lắm rồi, tôi muốn khi đi yên tâm một chút. Thiệt hả? Cái cậu này, khó chấp nhận cái tin này mà. Cho tôi chút thời gian đi mới biết được thằng bạn mà bây giờ. Xuân tặc lưỡi, nó có vẻ khó tin cái sự kiện này hơn cả chính đương sự nữa. Vậy cậu về rồi tôi bao ai uống cà phê? Thằng Xuân bất giác buông một câu bâng quơ. Cậu phì cười khi nghe câu hỏi của Xuân, nó có vẻ thực sự luyến tiếc cậu. Đừng cười chứ, tôi thấy buồn cho cậu thiệt mà. Công việc đang đi lên, cuộc thi còn chưa thi xong nữa, người yêu còn chưa có nữa. Nghe Xuân nhắc đến người yêu bỗng cậu thấy tiếc nuối cuộc sống. Lần đầu cậu thấy tiếc nuối cuộc sống kể từ khi nghe kết quả khám bệnh. Cậu làm tôi tự nhiên thấy hết muốn chết à. Ngạc nhiên khi nghe câu nói kỳ quái của cậu Xuân, cũng không biết phải hỏi sao cho phải nữa.
cậu hỏi khó hiểu quá. À, tại cậu nhắc chuyện người yêu nên tôi thấy chưa nếm mùi được yêu chết cũng hơi tiếc. Cậu nói người yêu lớn tuổi của cậu chứ gì, hay là đi tỏ tình đại đi, đằng nào cũng tiêu rồi, tỏ tình đi để khỏi làm con ma ấm ức. Thế mà cậu bí sĩ Xuân lật đật xin lỗi, nói đến cái án tử không mà cậu cảm thấy lo sợ bằng việc phải đi tỏ tình, một cách cậu biết chắc là vô vọng. Còn gia đình cậu lại chẳng muốn tiêu tiền một món tiền quá lớn mà cậu không biết gia đình cậu sẽ đào đâu ra mà có thể vay mượn được, rồi thì cậu cũng không muốn hậu quả là gia đình sẽ mang một món nợ. Nhưng lúc này khi Xuân nhắc đến mối tình bất khả thi của cậu thì cậu đang buồn, cậu cũng chẳng hiểu sao nữa. Nhưng thực sự lúc này đây cậu bỗng dưng muốn biết, và muốn biết anh biết rằng cậu yêu anh, cậu muốn anh nghe điều đó rồi ra sao. Thì ra có thể anh sẽ khinh bỉ và cho rằng cậu là người tên biến thái gì gì đó, nhưng nếu không nói cậu thấy thật sự trở thành một con ma ấm ức này đưa một chút cho không khí bớt ảm đạm thôi. Mà giận tôi hả? Không, chỉ là tôi đang nghĩ đến lời cậu nói thôi. Tôi thực sự muốn cho người ta biết tình cảm của mình. Thôi hãy để tôi gả con em tôi cho cậu. Lại cái điệp khúc đó nữa, muốn em cậu trở thành quá phụ sao? Không sao, chừng nào cậu chết tôi cho nó lấy chồng khác. Mày điên vừa thôi. Ừ, chắc vậy. Nhưng cậu định nói ra thiệt hả? Xác suất thành công là bao nhiêu? 0%. May mắn thì được nhận tấm lòng thôi, không thể đáp trả. Cậu nói cho Xuân nghe nhưng như đang tự động viên chính mình. Cậu dự đoán trước kết quả để mình không quá hy vọng. Cũng được, nếu biết chuyện của cậu chắc cô ấy cũng không đối xử tệ với cậu đâu. À, chắc vậy. Nếu từ chối chắc chắn sẽ dùng một câu nói lịch sự nào đó không gây tổn thương cho đối phương. Người ta có học thức mà. Ờ, chắc vậy. Mà tỏ tình xong rồi cũng có vui quê, chắc không sợ bị người ta theo quấy rối đâu. À phải ha. Cậu ngồi tâm sự đủ điều với Xuân như thế đây thực sự là lần cuối. Càng nghe Xuân càng nhận ra anh bạn của mình đang yêu dữ lắm. Và khi sự cố xảy ra càng đẩy thứ tình yêu không thể đó lên đỉnh điểm. Xuân đành ủng hộ bạn mình tỏ tình dù chỉ một lần cũng được. Cậu cho rằng sau khi bày tỏ rồi kết quả có thể xấu thế nào đi nữa thì nó cũng chạy tốt về quê, chứ đâu có ở đây đâu mà sợ ra vô rồi chạm mặt. Ngồi với Xuân đến tối cậu mới về nhà. Không biết xui hay mai mà vừa bước vào đã thấy anh ngồi ngay giữa nhà bên cạnh. Có một người lạ nữa, nhưng không hẳn là lạ. Cậu nhìn thấy khuôn mặt này khá quen, cậu không nhớ ra. Xem về trễ vậy? À, anh biết em hôm nay được nghỉ làm mà. Anh tìm có việc gấp gì sao? Không hẳn, lại đang giới thiệu cho em biết. Anh chỉ tay vào người khách lạ. Cậu khẽ gật đầu chào. Đây là bạn anh, thủy thủ tàu biển, và chỉ vào cậu, Hoàng Tùng, đầu bếp riêng của mình. Chúng ta vừa nghe qua chương 11 của truyện đọc Chiếc Nhẫn Đi Lạc từ tác giả Sarasa, và anh Khoa xin được phép nói lời tạm biệt tại đây. Hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo ở những lần đọc sau. Thân ái, chào tạm biệt.